Hai đứa ơi, ra ăn cơm nè con. Cái này đồ ăn cũ rồi má bán không hết, má dồn này cho tụi con phải không? Không, ấy là bây giờ má phải làm sao tìm cách để mà đồ ăn của mình nó đủ để qua ngày. Ví dụ buổi sáng hôm đó má bán bún bò, cây má bán hế, cái bò còn dư, cái trưa má sáng tạo cho con cơm bò xào hành. Rồi ví dụ mà buổi trưa má làm canh chua cá lóc đi, cái tự nhiên giờ má bán hế nữa, má sáng tạo cho con cái món mì quảng cá lóc của ngày mai. Ổn, không những ổn mà rất ổn. Trời con ơi, giỏi lắm con dâu à. Má ơi. Ơi. Ôi má ơi, con gái của má về ăn cơm ké nè. Trời ơi, dễ thương quá. Đi vô đây, vô đây má dẫn nè. Má thương con gái má quá trời quá đất luôn, nhớ con lắm á. Cho má hôn cái coi. Trời ơi. Má. Cánh gà. Cánh gà đó. Sao nhìn ngon dữ vậy? Ngon lắm hả? Trời. Ngon hả? Dạ. Ngon vậy thôi con đem về đi. Đem về hai vợ chồng con ăn. Thôi con qua đây con ăn ké miếng thôi chứ con đem về ba má ăn cái gì. Đâu có sao đâu. Má thì má cảm thấy nê bụng, má không thích ăn. Còn ba con á, ông đi làm ở ngoài vườn chắc thế nào cả buổi trưa thì chắc ông cũng ăn rồi. Ha, nói nghe là con đem về đi hai vợ chồng con ăn. Chút chiều chiều, cái má kêu ba con lấy chiếc xe, dẫn chiếc xe ra, cái má ngồi một bên ôm cái eo của ba con vậy nè. Trời. Dạo trên phố rồi kiếm hủ tiếu ăn luôn. Trời ơi, còn gì bằng nữa. Vậy thôi, con không khách sáo, con đem về nha má. Đem về, con cứ đem về nha. Dạ. Chào má, con về. Dạ, cảm ơn má. Đâu rồi, mới đây nghe tiếng đâu mất tiêu rồi. Ai? Con Thục Trinh. Trung Trinh ngồi đây nè, con đang hạnh. Nó về rồi. Ủa sao qua cái tí xíu xẹt về. Nó thấy cái dĩa già nè, nó ngon quá, cái tôi biểu nó lên về đi. Gì vậy? Ngơ ngẩn vậy, ông làm gì vậy? Cái dĩa cánh gà chiên giòn. À, con đang hạnh nó đem về. Đem về rồi. Vô lý nha. Sao vô lý? Tại sao mà nó lại đem về? Tại vì nó qua đây nè, nó định ăn cơm ké hai vợ chồng mình. Mà nó nhìn có vẻ cái dĩa cánh gà ngon quá. Mà tôi thấy thương con. Ăn thì phải có vợ có chồng, nên tôi biết thôi con rình nguyên dĩa đó về đi cho chồng con ăn nữa. Rồi chồng nó ăn. Rồi nó ăn luôn. Nó ăn. Rồi chồng của Thục Trinh chưa ăn mà. Ủa, chồng Thục Trinh ăn rồi mà. Tại vì Thục Trinh nghĩ rằng là chồng của Thục Trinh ở trong bếp, làm thì thế nào cũng gấp miếng này gấp miếng kia ăn rồi. Khoan. Chồng Thục Trinh á. Là Trinh có biết là ai không? Là Hải Hùng á. Hải Hùng đâu? Hải Hùng đâu? Nè, Hải Hùng nè, đúng không? Đúng rồi, Hải Hùng nè. Nếu ăn rồi đâu có bới tô cơm ở đây làm gì nữa. Thì thôi ăn cơm không đi. Bà nặng đến mức độ này luôn đó hả? Bà nhìn đi, bà nhìn đi. Cái tấm hình này nè, bà biết ai không? Hải Hùng nè, Thục Trinh nè, con của mình nè. Nếu không vì tấm hình này là tôi bỏ nhà tôi đi từ lâu rồi. Bà tỉnh lại giùm tôi đi, bà má ơi. Đi. Sao tôi nặng, hình như tôi bị nặng rồi ông ơi. Đi, tôi dẫn bà đi lên khám bệnh đi. Đi đâu? Chứ vậy là tôi sống với bà tôi chịu không nổi luôn đó. Trời ơi, khổ thân tôi quá mà. Sao có nào? Ủa? Cánh gà. Dạ chồng á. Con dâu. Vô chuột rượu con hả? Đem đi qua đây mà không ăn hả? Dạ, cái này con lấy bên nhà con qua mà con không ăn nên con mệt quá. Vậy hả? Trời đất ơi. Trời ơi, con xin về sớm luôn á, này con mệt quá. Ủa? Phúc? Sao vậy? Phúc ơi! Lại đây má hỏi kìa. Sao cái gì? Cái gì vậy? Có bị sao không? Hả? Không làm sao không? Sao đâu, cái này bình thường hả? Cái gì vậy? Ôm bồn cầu tiếng mấy rồi, không có cho giải lao. Bị sao? Bị đau bụng hả? Giờ cái cuộn giấy còn cái lỗi không à? Bà mà con ăn cái gì? Con ăn cái gì mà con bị vậy? Có ăn gì bậy bạ không? Không có bậy. Đây nè, nó nè.
cái này nè, hình như là ba của em làm có cái vấn đề gì á. Không, không phải, ba em làm đồ ăn kỹ dữ lắm, từ nào giờ vậy mà. Khoan, con nói gì? Ba con làm hả? Dạ, con lấy bên nhà con qua. Trời ơi, cái này là của ba con đó hả? Con đem từ nhà ba con qua. Chết rồi, cái này không phải của ba con làm mà là do má. Ủa? Cái món cánh gà này mấy bữa má làm cánh gà chiên nước mắm mà bán ế. Xong mới đổi lại. Đổi lại má làm mà mì quảng gà mà cũng ế luôn. Cho nên má đổi lại làm cái sốt đây nè. Nó qua nhiều giai đoạn quá vậy. Nó qua mấy giai đoạn luôn rồi. Rồi nãy ba con qua nói trời ơi, cái món này ngon quá, bán cho tôi nói, thôi đừng có ăn cái món này. Anh nhà ông thấy được, ông chơm mấy cái ông đem về hồi nào có hay đâu. Trời ơi trời, vậy là ý là gà này bên nhà mình, cái ba con qua vớt về, rồi cái con lại qua nhà ba con, cái con vớt về lại đây. Ừ. Rồi ai vớt tôi cuốn này ta. Trời ơi, đã qua rất nhiều giai đoạn rồi. Đúng rồi. Thì thôi, để nguyên suy ta ăn đi. Sốt vô chi vậy trời. Chết cái sốt nè. Con ơi, bây giờ con thấy con tình cảm con sao rồi? Này nè, có gì để hai má, má gì vợ con về con đi nghe. Ổn rồi, không còn nhiều nó, không còn nhiều, ngồi yên nó đi. Ổn rồi, tao xấu hổ lắm, cái này là chỉ có đi tắm thôi. Không làm gì nữa, đi tắm thôi. Má. Thôi, chết rồi, nhà em có việc công ty rồi. Ủa, để mình tôi chết cho cô đọc. Má. Cái khúc này. Ủa nhèo cho người ta rộng cô. Không chịu. Ôi nha. Thì ra chết cho cô đọc. Về nói nè. Con thôi giờ chồng con lo đi.